Mãi giờ kiếm rồi. Ai làm quá cơ bản. Còn hai cái hả? Đợi cái đỡ rồi đó chứ. Thật đỡ không? Đợt mấy chị bé cho chị em bé kia nói với em. Chị có ốm cái chỗ luôn. Chị tiên tự nhiên là ly hấp chị luôn. Cái này có mụn, cái này là phớt xiên xem. Chung vô rất ăn được.
Chắc được chứ. Hết 3 triệu rồi, 3 triệu rồi. 1-2 triệu rồi.